đầu tiên của chương trình Sắc Thành Việt Nam. Tôi vừa bảo thấy được phát sóng lúc 20:30 tối thứ tư ngày 4 tháng 7 trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành sản xuất chuyển đổi hữu cơ, quy hoạch vùng nguyên liệu và hoàn thiện cái quy trình sản xuất. Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi làm được 150 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi đạt được chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU chứng nhận. Thì hiện tại bây giờ là hơn 250 cái cửa hàng.